chim sơn cá là điều chúng ta thường thấy trong tự nhiên, nhưng ngược lại, cá sơn chim thì có lẽ chỉ có tại nước Mỹ, bởi những con cá trê khổng lồ này là loài xâm lấn mạnh mẽ và đáng sợ, mang đến nhiều thiệt hại lớn về hệ sinh thái cho các bang ở Hoa Kỳ. Có lẽ nhiều bạn đang tiếc nuối vì tại sao những con cá trê khổng lồ này không có tại Việt Nam. Và sau khi theo dõi hết video ngày hôm nay thì có thể rất nhiều người mong muốn sang Mỹ để thay thế cư dân của họ chống lại loài xâm lấn này. Nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ để xem tác hại của các loài cá khổng lồ và cách người Mỹ đối phó với chúng như thế nào nhé. Thủy quái đe dọa hệ sinh thái ở Mỹ lại là món khoái khẩu của Việt Nam. Tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì cá trê, cá nóc, cá lăng là món ăn khoái khẩu của nhiều người, được chế biến thành nhiều món ăn bổ dưỡng, cung cấp chất dinh dưỡng cho người già và trẻ nhỏ. Nhưng tại Hoa Kỳ, chúng là những loài phá hoại hệ sinh thái nổi tiếng, gây thiệt hại lên tới hàng triệu đô la cho các bang. Tại đây, họ gọi những loài cá này là cá da trơn vì đơn giản chúng không có vảy. Cá da trơn được đưa vào khu vực vịnh Chesapeake dọc theo bờ biển giữa Đại Tây Dương của Hoa Kỳ vào những năm 1970 và 1980, nhưng gây ra những hậu quả không lường trước được. Với sự sinh sản mạnh mẽ và sức ăn khủng khiếp, những đàn cá da trơn đã nhanh chóng xâm chiếm các khu vực sông ngòi, ao hồ và ngày càng lan rộng ra nhiều bang khác. Chúng có thể ăn mọi thứ từ thảm thực vật đến các loại tảo. Vì vậy, nơi nào có cá da trơn sinh sống, nơi đó thảm thực vật bị tàn phá nặng nề. Hơn nữa, một nghiên cứu về chế độ ăn trên quy mô lớn đã tiết lộ rằng cá da trơn tiêu thụ các loài có nhu cầu bảo tồn và có tầm quan trọng về mặt kinh tế, bao gồm cả các loài hiện đang được quản lý với lệnh cấm thu hoạch. Cá da trơn ăn trứng và ấu trùng của nhiều loại cá khác, phá hoại môi trường sống của nhiều loại thủy sinh, bản địa, khiến chúng phải di rời đến nơi khác. Những loài cá này có sức phá hoại mạnh mẽ nên chúng phải nằm trong danh sách cần được tiêu diệt mạnh mẽ để bảo tồn hệ sinh thái. Có nhiều biện pháp được đưa ra như sử dụng điện hay giải độc để ngăn chặn sự phát triển quá mức của cá da trơn, nhưng có vẻ như rất hạn chế. Nhiều bang kêu gọi người dân thực hiện săn bắt cũng như ngăn chặn sự xâm lấn của cá da trơn. Nhiều người Mỹ đã hưởng ứng và họ sử dụng cần câu cho những chuyến đi câu của mình. Phương pháp này tuy không tiêu diệt được nhiều cá nhưng rất hiệu quả vì cá da trơn rất dễ cắn câu. Chỉ cần những dụng cụ đơn giản là một chiếc cần câu, một ít mồi câu và chiếc thuyền nhỏ là bạn có thể dễ dàng câu cá da trơn trên những con sông lớn. Và chắc chắn ở môi trường rộng lớn này, bạn cũng dễ dàng câu được những con cá có kích thước khổng lồ.
Bạn đã từng thấy con cá da trơn nào có kích thước lớn như vậy chưa? Thật đáng kinh ngạc khi những con cá này sống ngoài tự nhiên lại có thể phát triển đến như vậy. Tôi nghĩ rằng nếu không có kinh nghiệm câu cá thì chắc hẳn người câu cá sẽ bị cá lôi xuống nước. Vậy nên hãy cẩn thận nếu chưa có kinh nghiệm đi câu nhé! Chúng ta có thể thấy, chỉ một khúc sông hay một hồ nước đã sinh sống rất nhiều cá da trơn. Điều này cho thấy số lượng cá da trơn phát triển quá mức như thế nào. Chúng cũng sinh tồn mạnh mẽ trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả thời kỳ khô hạn kéo dài. Với sức sống mãnh liệt như vậy, cá da trơn trở thành một trong những sinh vật bị căm ghét nhất tại Mỹ và đa số người dân không ăn loại cá này. Thông thường, những con cá da trơn được làm thức ăn cho chó mèo hoặc loài vật nuôi trong trang trại khác, một phần vì người Mỹ cho rằng những con cá trên này là nguồn cơn của vi khuẩn và chất độc, bởi thịt của chúng được nghiên cứu là có chứa một lượng nhỏ thủy ngân, mặc dù lượng nhỏ không gây nguy hại cho con người. Họ cũng cho rằng cá da trơn ăn mọi thứ nên thịt của chúng không hề ngon, nhưng chắc chắn một điều là họ chưa biết cách chế biến cá da trơn. Cá chiên, cá kho, cá luộc, cá chê nướng là những món khoái khẩu mà người Việt Nam thường chế biến với những loại gia vị đặc trưng. Có người còn ví von rằng họ có thể ăn hết cả một nồi cơm chỉ với món cá chê kho riềng. Còn bạn, bạn cảm thấy chế biến những con cá chê khổng lồ này như thế nào để có hương vị đặc trưng thơm ngon nhất? Người Mỹ không ăn thịt cá chê, nhưng tôi chắc chắn rằng một khi các món ăn này được bày lên bàn nhậu thì tất cả món ngon khác không thể sánh bằng. Rất tiếc khi những con cá da trơn khổng lồ rất ít thấy ở Việt Nam, nếu không chúng ta có thể cải thiện bữa ăn rất nhiều, đúng không các bạn? Dường như nước Mỹ rộng lớn luôn phải chịu mối đe dọa khủng khiếp từ nhiều loài động vật hoang dã khi chúng phát triển vượt mức trở thành loài xâm lấn đáng sợ. Một số bang ở Hoa Kỳ đã chi 10 triệu đô la mỗi năm cho công cuộc ngăn chặn nạn xâm lấn của chuột hải ly và mức thưởng 6 USD cho mỗi con chuột hải ly săn được. Vậy, loài chuột này có sức phá hoại như thế nào mà khiến các nhà chức trách đau đầu đến vậy? Mời các bạn tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Làm thế nào người nông dân Mỹ tiêu diệt hơn 400.000 con chuột hải ly mỗi năm? Nếu loài hải ly được xếp vào danh sách các loài động vật được bảo hộ, thì loài chuột hải ly lại trở thành kẻ phá hoại môi trường khét tiếng ở nhiều nơi trên thế giới. Trái ngược hoàn toàn với vai trò xây đập của loài hải ly, thì loài chuột này có sức phá hoại với tốc độ thực sự kinh hoàng. Vào năm 2014, nhóm chuyên gia về các loài xâm lấn ISSG của Ủy ban Sinh tồn các loài của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã liệt kê chuột hải ly vào danh sách 100 loài ngoại lai xâm lấn hàng đầu thế giới.
bạn có thể sẽ nghĩ rằng chúng chỉ là những con chuột không quá lớn thì có thể đe dọa được gì. Trên thực tế, con vật tưởng chừng như yếu ớt và bất lực này lại đang bị truy lùng hết sức gắt gao ở Mỹ và Hàn Quốc vì nó có thể phá hoại tất cả những gì tại nơi mà chúng sinh sống. Chuột hải ly là một loài hết sức phàm ăn, mỗi ngày chúng có thể ăn tới 25% trọng lượng cơ thể. Chúng ăn tất cả mọi thứ, từ thân cây, ngọn cây và cả rễ cây. Chính vì vậy, thảm thực vật và nhiều loại cây quý hiếm đang bị đe dọa bởi loài chuột phá hoại này. Theo Cơ quan Quản lý Thiệt hại Động vật Hoang dã của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, thói quen đào hang của chuột hải ly cũng làm hỏng các đê điều giữ nước được sử dụng trong nông nghiệp. Hoạt động của chúng có thể gây ra thiệt hại lớn đến mức các con đê cần phải được xây dựng lại hoàn toàn. Chuột hải ly xâm lấn không chỉ là thảm họa đối với môi trường, mà chúng còn là vật chủ của một số bệnh và ký sinh trùng, bao gồm bệnh lao, sán dây, sán lá gan và tuyến trùng. Việc con người và động vật uống hoặc bơi trong nước có chứa phân và nước tiểu của chuột hải ly là mối nguy hiểm đáng kể đối với sức khỏe của con người và động vật. Bởi vì là loài sinh sôi nảy nở và có khả năng phục hồi cao nên việc kiểm soát quần thể của chúng để hạn chế thiệt hại thêm về môi trường là một thách thức đáng kể. Các nhóm môi trường trên khắp nước Mỹ đã thử nhiều chiến thuật khác nhau và đạt được những thành công nhất định trong công cuộc tiêu diệt chuột hải ly. Sử dụng bẫy lồng là một trong những biện pháp tối ưu để bắt những chuột hải ly tại đầm lầy. Mồi bẫy lồng bằng khoai lang hoặc cà rốt và đặt chúng ở bất cứ nơi nào nhìn thấy hải ly hoặc dấu hiệu của hải ly. Ngoài ra, săn chuột hải ly bằng súng cũng là phương pháp tối ưu nhằm tiêu diệt và hạn chế sự xâm lấn của loài này. Tất nhiên, những người thợ săn sẽ được trả từ 5 đến 6 USD cho mỗi con chuột hải ly săn được. Thợ săn thường sử dụng súng trường trong chuyến đi săn của mình. Tuy nhiên, hạ gục một con chuột hải ly không phải là điều dễ dàng vì chúng có thể chạy trốn trong vùng đầm lầy hay những bụi cỏ cao. Việc giảm thiểu mỗi cá thể chuột hải ly cũng góp phần vào công cuộc bảo vệ môi trường, giảm khả năng xâm lấn của loài này. Chuột hải ly sau khi xâm lấn sẽ được xử lý như thế nào? Thông thường, chúng sẽ được tiêu hủy bằng cách đốt hoặc là chôn sâu dưới đất, như một số người chế biến thành món ăn và thưởng thức. Tuy nhiên, theo khuyến cáo, không nên ăn thịt loài chuột này vì có thể không an toàn cho sức khỏe. Thank you.
Ở Hàn Quốc, người ta có thói quen ăn thịt chuột hải ly và dùng mật của chúng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, vì những căn bệnh do loài chuột này mang theo và những tổn hại đến hệ sinh thái, chính phủ Hàn Quốc đã hiện yêu cầu người dân giết chuột hải ly ngay tại chỗ và không được ăn thịt. Việc nuôi chuột hải ly ở Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm và phạt 20 triệu won. Tương tự như cách tiếp cận của Mỹ, chính phủ Hàn Quốc đã liệt chuột hải ly vào danh sách các loài xâm lấn vào năm 2009 và áp dụng chiến lược săn bắt có thưởng. Giết một con chuột hải ly ở Hàn Quốc có thể nhận được 20.000 won. Nếu nơi bạn sinh sống có tồn tại loài chuột phá hoại này thì bạn sẽ làm cách nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Bạn cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại thật nhiều ý kiến bên dưới để chúng tôi được biết nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng chúng mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề hấp dẫn. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!